Sa, đang ngủ à? Đang ngủ đấy. Đi nhà là mua làm cái này thì em nghĩ là mua giường sắt thì nó sẽ tốt hơn, tại vì mua giường sắt thì kiến nó không. Mà cảm ơn tất cả các chị và các anh đã ủng hộ những cái kinh phí và để cho ba bố con em để tu sửa. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cổ Núi. Hôm nay thì Tuyên đi thăm em xá Cụt các bác ạ, cũng như là đi thăm con đường để đi lên nhà em xá, để tới này chuẩn bị sửa nhà cho em xá. Nhưng trước khi sửa nhà thì sẽ phải đi xem đường. Và Tuyên cũng có ghi một cái đoạn phim về con đường mà đường lên nhà em xá Cụt ấy, ghi rất là nhiều đoạn phim rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thực tế đi cho các bác xem tại sao vẫn chưa làm và như thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa tiến hành làm nhà cho em xá, thì mời quý cô bác anh chị sang bên này xem một chút. Đường thì phải nói là rất là sâu. Đây là một trong những đoạn đường mà gần nhà em xá thôi. Tuy nhiên thì đường như thế này thì rất là nhiều. Có những đoạn nó còn lầy và sâu hơn như thế này rất là nhiều nữa các bác. Vừa rồi thì em xá cũng đã nhờ bà con, một số anh em là bạn bè của em xá ở trong làng ấy, trẻ con các thứ ấy, thì nhờ bà con là đi khơi, tức là khơi những cái ránh nước như thế này để cho nó khô cái mặt đường. Tuy nhiên thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì nhiều các bạn. Đây cái vũng này cực kỳ sâu luôn, trông như thế này thôi. Ở đây Tuyên để Tuyên tìm một cái cây để cắm cho các bác xem, khi mà xe đi xem nó sẽ bị lầy xuống dưới rất là sâu các bác. Ở đây trông như vậy thôi này, sâu còn khoảng đấy, còn khoảng hơn một gang tay, gần một gang tay nữa. Thì so với cái điểm cao như thế này ấy, sâu như thế này thì khi xe vào thì nó sẽ lún xuống thì xe sẽ bị mắc cầu và không đi được. Đây chỉ là một trong những đoạn mà đi vào nhà em xá thôi, một trong những đoạn rất là khó đi thôi. Còn những cái đoạn mà nó dốc tức và nó cũng trơn như thế này nữa thì cực kỳ là khó di chuyển luôn. Xe máy thì có thể luồn lách những cái chỗ khô đi được, nhưng ô tô thì không thể các bạn. Bởi mặt đường này ấy, thì nó chỉ giới hạn cái diện tích nhất định thôi, cho nên là cần phải có đường khô và mặt đường phải chắc chắn thì xe mới di chuyển vào được. Một năm thì xe chắc vào đây khoảng đôi ba lần thôi, cho nên là dân cư bên này nó không quá đông ấy các bác, cho nên là nhà nước cũng chưa làm đường. Và nếu như có làm đường đi chăng nữa thì chắc cũng sẽ phải một thời gian dài nữa. Cho nên là cũng phụ thuộc vào con đường một phần. Thì Tuyên cũng xin đưa ra một vài lý do như thế này về cái sự chậm trễ khi mà tiến hành nhà em xá Cụt các bác nhé. Nếu như thế này, cứ đà như thế này khoảng nắng khoảng một tuần nữa thì chắc chắn là xe sẽ vào được. Nhưng mà có lẽ là trời, hy vọng là trời sẽ phù hộ cho em xá để cho Tuyên tiến hành một cách thuận lợi nhất. Bây giờ thì
rất là khó đi. Gầy thế. Chả biết gầy ăn đi ăn cơm miếng gì gầy quá. Con lợn này lớn lên thế nào chưa? Lớn tí rồi. Thì con đâu hết rồi? Thì con đi chơi hết rồi ạ. Đây các bạn, đây là không gian quen thuộc mà Tuyên đã từng ghi hình rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì trước đó ghi hình là em Tím có mua mấy con lợn nhưng mà không biết vì lý do gì tèo hết. Còn hai con này này, một mím rồi. Thì lúc nào cũng chỉ đi bộ thôi. Đoạn này thì không thể đi xe đi được. Khó đi cực kỳ luôn. Rất là trơn. Mưa thì cực kỳ là trơn luôn. Ông xá không biết là có ở nhà không các bác ạ. Cửa thì mở đây rồi, không biết là có ở nhà không. Ừ. Ồ, xá à? Vâng. Đang ngủ à? Đang ngủ đây. Nằm ở đây luôn à? Vâng. Đấy, giường thì chưa có. Đây, ba bố con cứ giải xuống đến đây ngủ. Cái chiếu đâu? Cái chiếu em giặt xuống là chiếu khô. Giặt rồi à? Vâng. À, thế tốt. Có vệ sinh sạch sẽ, đây. Nằm giờ trưa nằm nghỉ thế này luôn. Ngồi đây. Cơm nước gì chưa? Sáng nay ăn rồi anh ạ. Ừ. Em ở trong. Có lẽ là hôm nay anh mang cái giường lên cho em, cho ba con nhà em nằm. Hôm nọ anh cũng gọi điện cho anh chị Phú Bùi rồi. Ừ. Để thông qua một tí, bởi vì là còn tiền thì cũng trích từ cái quỹ mà làm nhà của em ra ấy. Ừ. Nhưng mà anh chị Phú Bùi là mạnh thường quân hỗ trợ chính của cái căn nhà em ấy. Ừ. Thì anh mua anh cũng phải hỏi ý kiến của anh chị. Ừ. Thì chị cũng bảo là thống nhất là sẽ mua cái giường cho hai bố con nằm, nhưng mà chị bảo mua hai cái cơ. Ừ. Theo em thì em thích giường sắt hay là thích giường gỗ đấy. Yên Minh thì có rất là nhiều loại giường. Ừ. Đấy, em thích loại nào thì anh mua cho cái loại đấy lên. Ừ. giường gì cũng được anh ạ. Ừ. Nhưng mà trước tiên thì em gửi lời chào đến các bác, các cô, các chú. Vâng, cháu chào tất cả các bác, các chú, các cô và các anh, các chị, các mạnh thường quân mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Ừ. Theo em thì cái giường nào nó bền hơn và sử dụng dễ hơn? Theo em thì nếu mà mình dùng gỗ thì nó lại dùng đau, nó lại đỡ dịn hơn. Ừ. Nhưng mà như các anh dùng ở dưới thị trấn các anh dùng nhiều thì các anh thích cái nào thì mua cái đấy cũng được, miễn là họ cũng quan tâm đến mình, họ mua cho thì món gì cũng được anh ạ. Thực ra thì nó có hai cái loại giường, tuy nhiên thì hai cái đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Thế là cái giường gỗ ấy thì cái độ bền nó sẽ không bằng sắt được, nhưng mà của bền thì tại người thôi em ạ. Dù là gỗ hay là sắt thì mình sử dụng, mình bảo quản tốt thì nó vẫn được lâu thôi. Tuy nhiên thì gỗ này sẽ không so sánh bằng sắt được. Nhưng mà sắt thì mình phải để chỗ nào và sắt phải sơn thật dày. Sơn cái lớp sơn nó phải thật chuẩn. Thì nó mới bảo vệ được cái lớp sắt ở trong. Nó mới không bị rỉ mọt. Đó. Còn gỗ thì sau thời gian sử dụng ấy, mình sử dụng ở những cái nơi ở mốc thì được không tốt. Nó sẽ bị mốc và nó bị yếu cái gỗ đi. Và lâu ngày ấy, mình sử dụng ấy, nếu mà gỗ bình thường, gỗ loại giường bình thường thì nó sẽ bị mọt. Nhưng mà không tránh được đâu, không có gì trên đời này mà mãi hết cả. Đúng. Nên xác định là như thế, kể cả anh em mình thế thôi.
anh em mình cũng không có tồn tại máy được đâu. Vâng. Nên là cái nào phù hợp thì mình sử dụng cái đấy thôi. Vâng. Nó phù hợp này, nó tiện lợi này, khá lắp dễ dàng này. Vâng. Đó. Còn về sắt ấy thì cũng rất là nhiều quý cô bác anh chị và quý khán giả có góp ý. Tuy nhiên thì sắt thì như này các bác, ở Việt Nam thì sấm sét rất là nhiều, thành ra là tất cả các cái giường ngủ ấy thì người ta cũng hạn chế dùng sắt, nhưng mà có thể là vẫn dùng được thôi. Tuy nhiên thì chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra cả, nhưng mình cũng hạn chế dùng sắt để làm chỗ ở, chỗ ngủ, đặc biệt là chỗ ngủ đấy. Chỗ ở thì có thể được, nhưng mà chỗ ngủ thì nó có thể là người ta sấm sét cái thứ nó hay bị thu lôi ấy. Hay sẽ bị nhiễm điện kiểu đấy. Nên là ít người người ta sử dụng. Và tùy thôi, em thích cái loại nào thì anh mua cho loại đấy. Nhưng mà theo anh thì mua gỗ nó sẽ tiện hơn. Sắt thì thường thường là người ta làm ấy thì là người ta hàn thành khung cứng luôn, thì xe máy mình không chở được. Đúng rồi, không. Đó. Sợ nó không tháo được. Mình không tháo lắp được. Vâng. Còn gỗ thì tháo lắp dễ. Vâng. Mình vận chuyển lên nên cũng dễ các bác ạ. Vâng. Đấy, trong hai cái loại giường như thế này, các bác theo dõi được thước phim này của Tuyên cùng em Xá thì các bác góp ý cho hai anh em nhé, để hai anh em có sự lựa chọn đúng đắn và theo ý của các bác nữa. Đặc biệt là các mạnh thường quân đang theo sát cái hành trình của hai anh em. Chào em nhé. Đi đâu về đây? Em đi cuốc mấy cây cỏ trên nhà. Ngồi đây uống nước đi. Ngồi uống nước, hai anh em đang tâm sự một tí. Ngồi đây, ngồi đây uống nước với các anh, ngồi gần Xá đây này. Bên đây buồn ngủ à? Em buồn hết rồi, còn mấy cây thì bên trên kia. Em không làm gì, em buồn lắm. Có trồng nhiều ngô không nhà em ấy? Không, ít là có một cân thôi. Một cân à? Một cân thì nếu mà thu hoạch thì được khoảng bao nhiêu bao? Nhưng mà cũng không biết, tại vì ở ngô ở xôn bọn em thì không tốt cho lắm. Nó phụ thuộc vào cái thời tiết là một này, thứ hai nữa là tự nhiên thổ nhưỡng, đúng không? Đất mà tốt thì nó sẽ tốt. Còn nó cũng phụ thuộc vào thời tiết khá là nhiều. Tuy nhiên thì anh em bà con vùng sâu vùng xa cũng chả có việc gì làm các bác. Cho nên là cũng chỉ dựa dẫm vào mấy cái ngô thôi. Ngồi gần đây uống nước em. Hôm nay tiện có em Thím ở đây thì hai anh em cũng đang bàn mà là mua cái giường cho em Xá. Em ngồi đây thì anh em cũng nói chuyện cho em nghe luôn. Thì tí nữa phần cuối thì anh sẽ thông tin đến cho em Xá nhá. Có thêm một số cô bác anh chị nữa gửi thêm khoản tiền để hỗ trợ trong thời gian tới này sẽ sửa nhà. Trong thời gian sửa nhà thì hiện tại bây giờ Tuyên cũng chưa tiến hành được các bác, vẫn phụ thuộc vào cái con đường di chuyển vào đây. Xe máy thì có thể luồn lách được, còn ô tô thì rất là khó di chuyển, nên là vẫn phụ thuộc vào con đường. Đặc biệt là nếu như mình chưa tiến hành sửa thì có thể là vận chuyển vật liệu trước. Đấy, nhưng mà đường bây giờ chưa khô thì rất là khó. Anh cũng đang tiến hành nhà hai nhà. Một nhà là của em Xính Bỏng đấy, trước đây em Xá cũng gặp rồi đúng không? Xính Bỏng đấy. Xính Bỏng thì xong rồi. Hôm qua anh ấy lắp điện nước nữa là xong rồi. Bây giờ chỉ chờ lắp cửa nữa là vào tân gia thôi. Còn nhà hai ông cháu thì hiện tại bây giờ đang xong cái mái rồi các bác. Xong cái mái rồi, tuy nhiên thì chát chưa xong phần ngoài nữa, và cái lát nền và nhà vệ sinh, nhà tắm nữa, đang còn một số cái cuối cùng để tiến hành hoàn thiện. Tuy nhiên thì điện nước các thứ là vẫn phải chờ em Khâm lên để hai anh em cùng nhau lắp. Một mình Tuyên thì làm nó hơi vất, vẫn phải chờ anh vẫn phải hoàn thiện cái ngôi nhà của hai ông cháu để anh mới di chuyển về đây được. Ở đây thì anh cũng muốn lấy vật liệu trước. Vâng. Nhưng mà với cái con đường như thế này để chuyển vật liệu vào đây thì cực kỳ khó. Đang nói chuyện về cái giường của em Xá, hai bố con nằm ngủ ở đây thì không đảm bảo lắm. Thế là anh cũng hỏi ý kiến của Mạnh Thường Quân, trước đó đã hỗ trợ cho em Xá, đồng hành cùng với em Xá mà anh rất là lâu rồi đó. Thế là muốn hỏi ý kiến Xá xem là mua giường sắt hay mua giường gỗ. Hai anh em đang phân vân, chưa biết là mua loại nào cho nó hợp lý. Em là phụ nữ thì thử tư vấn cho anh xem là cái nào nó hợp lý hơn. Thì nhà mua cái này thì
Em nghĩ là mua rừng sắt thì nó sẽ tốt hơn, tại vì mua rừng sắt thì kiến nó không kiến nó không không lên được. Nhưng mà tới này nhà là anh lát nền sạch sẽ hết thôi. À, thế nhà thoáng mát luôn. Rừng gỗ rừng sắt thì được, theo tùy thích của anh Xá chứ em cũng không. Nhưng mà ý là em là phụ nữ, em đang ngồi ở đây thì tiện nó hỏi ý kiến của em luôn, thì xem thực ra thì sắt với gỗ thì tiền nó như nhau thôi. Nhưng mà sắt thì anh đang khổ cái là không vận chuyển được bằng xe máy. Sắt thì bắt buộc mình phải chuyển bằng ô tô. Thì mua rừng gỗ cho nó dễ để vận chuyển bằng xe máy. Chắc có lẽ là như thế được các bác. Có lẽ là các bác cũng sẽ đồng cảm với anh em mình thôi. Vì là sắt rừng sắt thì nó rất là khó vận chuyển, bởi vì nó cùng cành nữa. Còn vật liệu thì chưa lấy được, nếu mà vật liệu lấy được thì mình sẽ cùng cái xe vật liệu đi vào. Đó. Tuy nhiên thì giường sắt ấy, nếu mà trường hợp sau này mình muốn di chuyển giường ấy, hoặc là muốn tháo dỡ hay là lấy ra lấy vào ấy, thì rất là khó. Còn giường gỗ thì mình chỉ tháo một vài bao ốc thôi. Như anh đi lắp rất là nhiều nhà, như gia đình của anh có 4 con ở bên Đúng Hồ ấy các bác. Tôi đã từng mua 2 cái giường, tuy nhiên thì tháo lắp rất là dễ, chỉ vài con ốc thôi. Vặn cái ra là đóng thêm một vài cái búa đinh nữa, đóng cái là ra. Yeah. Mình có thể di chuyển với các một nơi. Còn nếu mà giường sắt thì bắt buộc anh em thợ hàn người ta phải hàn cố định. Hàn cố định sau đó thì mình chỉ ghép những cái đoạn như là giáp giường này, thanh giường này. À, thanh giường là vẫn phải hàn cố định vào nhé các bác nhé. Chỉ tháo lắp được giáp giường thôi. Cho nên là không có cách nào để mà di chuyển dễ được. Bắt buộc phải chở bằng ô tô, cái loại đấy. Anh em quý cô bác anh chị xem qua cái thước phim mà Hoa Đá Cao Nguyên ấy, anh Công đã từng làm cho lúa anh một cái giường sắt. Tuy nhiên thì để di chuyển từ cái ngôi nhà cũ của lúa anh ấy xuống nhà mới khá là vất vả các bác, cũng cần 3-4 người, mỗi người một góc, không tháo lắp được, nên là để mà di chuyển vác được thì một lần di chuyển thôi nên rất là khó. Anh em, 2-3 anh em mình sẽ thống nhất là mua giường gỗ nhé, không mua giường sắt nữa nhé. Mua giường gỗ thì tạm thời sẽ là đặt ở những góc nhà như thế này thôi, để ngủ thôi, còn không cho trong buồng như kia nữa, gỗ quá. Buồng như kia bây giờ tới này phải làm kín hết, làm lại hết, gần như là cửa này, xong là cửa sổ này, thông thoáng hết các cái buồng ngủ. Làm nó phải thông thoáng, cái nhà mà xây kín như này cũng được, mình không ở đâu. Hôm nay cũng có một số các cái tin mừng gửi đến cho em Xá nha. Trong đó thì trước đó thì anh cũng đã thống nhất thông qua cho em đến từ anh Tô Mì 25 triệu rồi đúng không? Vâng. Tiếp theo hôm nay là của cô Nguyễn Thị Thông. Cô gửi cho 9 triệu 300 nghìn. Trong đó thì là 6 triệu 3 là của em Sinh Què. Anh hỗ trợ cho em Sinh Què. Ngoài ra số còn lại là 3 triệu thì là cô bảo là hỗ trợ cho em để làm nhà, thì anh cũng đã cho vào quỹ rồi, tổng là 3 triệu. Cô là Nguyễn Thị Thông ở bang Texas, Mỹ nha. Tiếp theo là của anh Định, chị Bé, chị Lan cũng là ở bên Mỹ. Anh chị đã góp vào để hỗ trợ cho em là 3 triệu, tổng là 6 triệu. Tuy nhiên thì hai anh em chia đôi. Của em 3 triệu và của em Sinh Què là 3 triệu. Đó, trong các khoản quỹ thì đến hiện tại của em anh tổng là đến ngày 30 tháng 3 là còn 56.763.000. Đấy, trước anh cũng đã thông tin đến em đấy. Cộng thêm của cô Thùy Phương là anh tam giác mạch mang ra đấy. Là 1.500.000. Và cô Nguyễn Thị Hiền là 2 triệu. Anh Tommy ở bên Mỹ là 25 triệu và cô Nguyễn Thị Thông 3 triệu. Đó. Tất cả những khoản tiền này từ tổng quỹ ngày 30 tháng 3 năm 2023 tuyên tổng thì sẽ cộng thêm vào những cái phần trước sau đó đã nhận. Cộng vào để đưa lên đầu video để cho các bác tiện theo dõi cũng như là giám sát cùng với tuyên tất cả khoản quỹ này. Tới này sẽ rút ra từng khoản một để hỗ trợ làm nhà cho em Xá. Nhưng trước mắt thì như anh em vừa thông tin với nhau, đó là sẽ phải rút ra khoảng 3 triệu. Chắc có lẽ là mua khoảng cái giường khoảng hơn 3 triệu thôi. Nhưng bình thường anh mua thì một cái giường rơi vào khoảng hơn 1 triệu. Đó.
nên là mình anh em mình sẽ cân đối để ba bố con nằm ngủ thoải mái. Tới này sẽ mua hai cái các bạn, tuy nhiên thì tạm thời sẽ là mua một cái để cho hai bố con ngủ đã, hai ba bố con ngủ đã, để về tính lâu dài ấy, mình sẽ phải mua hai cái. Mình là một cái cho con bé lớn, tới này mà bé lớn về thì có cái không gian riêng tư. Đó, con gái thì khác với con trai, cho nên là trong một gia đình thì cũng nhà em cũng rộng mà. Anh mua cho thì cũng có hai cái phòng ngủ, thì là tới này sẽ chia nhau ra. Đó, con trai thì ở ngủ với em cũng được, còn con gái thì ngủ riêng ra. Đó, anh cũng đã thông tin đến cho em, bây giờ em gửi lời cảm ơn các cô nhé. Vâng ạ. Trong đó thì có cô Nguyễn Thị Thông này. Vâng. Cháu cảm ơn cô Nguyễn Thị Thông, cô đã quan tâm đến ba bố con cháu và đóng những cái kinh phí ủng hộ cho cháu để tu sửa nhà. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều và chúc gia đình cô sẽ mạnh khỏe hạnh phúc. Bởi vì là thời lượng video nó cũng không nhiều, mà thời gian anh di chuyển về đây nó cũng không nhiều, cho nên là anh gói gọn trong một video luôn. Thì em sẽ gửi lời cảm ơn tiếp đến các anh chị, trong đó là có anh Nụ, anh Định, chị Bé và chị Lan, tổng số tiền là 3 triệu. Em cảm ơn tất cả các chị và các anh đã ủng hộ những cái kinh phí và về cho ba bố con em để tu sửa cái căn nhà. Thì thật sự em cũng cảm ơn các anh các chị rất là nhiều và chúc tất cả các anh các chị làm ăn gặt nhiều may mắn. Đó, em Sáu cũng đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô, các anh các chị đã có những khoản quý hỗ trợ cho em Sáu. Thì Tuyên cũng sẽ cho những khoản quý này vào để hỗ trợ tới này làm nhà cho em Sáu. Còn Tuyên cũng gửi lời cảm ơn cô Nguyễn Thị Thông ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho em Xá và em Sức Khỏe. Với lại anh chị anh Định này, chị anh Nụ này, chị Lan và chị Bé đã hỗ trợ cho em Xá cùng em Xính, mỗi người cũng được hưởng một khoản. Tất cả những khoản tiền này thì Tuyên sẽ sử dụng vào mục đích là sửa chữa nhà ở cho các em, để đảm bảo quyền lợi cũng như là rõ ràng minh bạch về cái khoản tiền này. Thì mong quý các bác anh chị và quý khán giả, quý các mạnh thường quân đã theo hành trình của Tuyên cũng như là của kênh dài rồi, thì mong các bác là tiếp tục theo dõi và xem những cái tập phim mà Tuyên chia sẻ để biết được rõ những khoản quý cũng như là khoản tiền để chi tiêu tới này sẽ sử dụng vào làm nhà cho các em, đặc biệt là em Xá đây. Hiện tại bây giờ thì cũng chỉ vướng vào một số các vấn đề liên quan đến con đường thôi. Thì có thể là Tuyên sẽ tiến hành vận chuyển vật liệu vào trước. Trước tiên vận chuyển vật liệu vào ấy thì em Giá huy động là dục nhà bên này để vận chuyển cái củi nhé. Vâng. Ra đi để cho mình lấy cái không gian để xây bếp ở ngoài. Vâng. Nhưng mà trước khi xây bếp thì chắc có anh em mình sẽ làm cái này trước. Vâng. Nhưng mà để chuẩn bị sẵn sàng cũng như là tất cả mọi thứ nó thuận lợi thì anh em mình cũng sẽ tiến hành theo đúng cái quy trình. Vâng ạ. Đó. Cũng phụ thuộc vào gia đình em thôi, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em để các em sau này các em sử dụng cho nó đảm bảo. Vâng. Thì em cứ tìm ngày. Vâng. Tìm ngày để tháo dỡ ngôi nhà này. Vâng ạ. Tháo dỡ các cái phần mái này này, coi như là mình cũng tìm ngày lập mái đi. Đúng rồi. Để lập tôn trước, lập tôn xong trước thì chát sau cũng được. Vâng. Đó. Còn cái quan trọng nhất vẫn là cái phần cột của anh Tommy anh hỗ trợ. Đó. Anh yêu cầu là làm sắt 16, phi 16 này. Và cột là phải đẹp nhé. Làm cột tròn. Ở đây thì cột tròn đã từng có ai làm chưa? Có một cái em chú, con ông chú đã làm một cái dưới này. Ừ. Ở ngay dưới này luôn á. Vâng. Ừ. Cột đẹp không? Cột thì cũng đẹp nhưng mà trước em ấy chưa có kinh nghiệm, xong là làm cái cột to lắm. Ừ. Cột thì thực ra thì cột này anh nghĩ là không cần to lắm đâu, nó chỉ bằng cái cột gỗ này là được. Đúng rồi, bằng cái cột gỗ này được. Nhưng mà phải kiểu như là bây giờ ấy họ có cái dịch vụ cho thuê cốt pha để làm cột ấy. Vâng. Nó rất là đẹp, những cái hoa văn ở các thứ trang trí đẹp lắm.
em cứ tìm hiểu nhé, tìm hiểu kỹ xong là thông báo cho anh xem là có đơn vị nào người ta cho thuê thì anh em mình thuê về làm. Hoặc là người ta nếu mà người ta thuê người ta ấy mà người ta chấp nhận thi công cho mình luôn thì càng tốt. Vâng. Vừa thuê công cho họ vừa là cho họ làm luôn. Vâng. Chỉ riêng phần cột thôi. Vâng. Còn các cái hạng mục khác họ không làm được thì mình lại mình thuê thợ khác. À vâng. Đó. Vâng. Thế để làm cùng luôn thì nó cũng sẽ dễ thôi. Đúng rồi. Tất cả những căn nhà thì anh em cũng muốn làm tốt thôi các bạn. Tuy nhiên thì trong thời gian tới này sẽ Tuyên sẽ tìm thợ, đặc biệt là những người ở tại địa phương. Để thứ nhất là gì? Khi mà đi anh em cũng muốn tạo khoảng cách gần đối với bà con. Thứ hai nữa là tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương, những người có kinh nghiệm, những người phát triển nghề cho tương lai. Hy vọng là trong thời gian tới này sẽ có nhiều các bạn, những bạn mà đã từng biết làm ấy, thì sẽ tạo điều kiện cho họ để họ làm, mà mình cũng trả công bình thường thôi, cũng là trả công cho họ để cho họ nuôi sống gia đình thôi. Tuy nhiên thì anh em mình sẽ cố gắng là trên kênh của Tuyến thì Tuyến cũng sẽ cố gắng là tạo điều kiện cho bà con tại địa phương để tạo công việc làm cho họ, cộng với lại là những cái công nghệ mới để cập nhật vào và đi sâu vào với bà con hơn để cho bà con phát triển kinh tế cũng áp dụng vào thực tế. Sửa nhà thì em Xá có ý kiến gì không? Có bổ sung cái gì không? Hay là làm thêm những cái hạng mục nào không? Theo cũng theo như ý kiến của khán giả với lại các mình của phòng với lại của anh Tuyên thôi. Với lại theo em thì cũng sửa như ý của anh thôi. Cũng là thay cột này, với lại thay máy với chất chip này, với lại cho em xin một cái cửa trên cái hiên. Sợ mình không ở nhà thì lại có người khác nó nhảy bằng vào. Chắc chắn rồi, nhà anh thiết kế thì em không phải lo. Tất cả nhà đều kín hết. Vâng. Là có cửa hết. Vâng. Nhưng mà là cửa sắt nhá. Vâng, cửa sắt. Trong nhà thì mình có thể sử dụng cửa nhôm kính, nhưng mà ngoài thì bắt buộc phải cửa sắt mới chắc chắn. Vâng. Cửa gỗ này của em thì chắc là phải tháo bỏ đi rồi. Vâng. Sẽ phải đục rộng hơn một chút nữa. Vâng. Anh sẽ làm rộng hơn cái cửa này, bởi vì là nếu mà bây giờ chiều cao thì không thay đổi được rồi. Đúng. Chỉ thay đổi được cái chiều rộng thôi. Đúng. Chiều cao ở trên đấy có cái rầm to quá các bạn. Đúng. Cửa này trước họ làm bé quá nhỉ. Họ làm bé quá. Này được 1 mét không? Ý chắc là có 1 mét không gian thôi anh ạ. 1 mét rộng thôi. Cái chiều cao thì có thể là nó không cao lắm. À có thể là nó cũng được, nhưng mà cái chiều rộng này thì thực sự là quá hẹp các bạn. Có khi 80 phân nữa đấy. Chắc được khoảng 80 phân thôi. Vâng. Rất là bé. Đây, một cánh cửa này làm 2 tấm gỗ là hết rồi. Bé quá. Vâng. Đây này có chạy một cái rầm ở bên trên cửa rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì tới này sẽ phải chia nhau ra. Vâng. Bên này đào đục ra khoảng 15 phân. Vâng. Bên này thì chiều của cái rầm này nó dài hơn thì mình sẽ đục ra khoảng 30 phân nữa. Vâng. Thì cái cửa của em nó sẽ rộng ra khoảng tầm 1,5 mét. Vâng. Đó thì sẽ rất là đẹp. Vâng. Và thoải mái. Vâng. Cửa thì cái rộng rãi, khi mà mình bê vác đồ vào. Vâng. Trong nhà cái thứ nó mới khi dễ dàng được, đúng không? Khi mà mình có cái gì thì có khách đồng vào thì cũng tiện. Khách thì không khách thì không quan trọng. Quan trọng là cái mình sử dụng thôi. Còn khách khứa thì có thể là người ta đi ra đi vào thì người ta cũng chỉ có mỗi cái con người thôi, luồn lách ở đâu chả được. Còn nếu mà trong cái khoảng 25 triệu ấy mà làm được cái cột và cái rầm còn thừa ấy, thì anh em mình sẽ làm một cái cầu thang bằng bê tông. Vâng. Để cho em lên cái gác xếp trên này. Vâng. Đó. Em cảm ơn anh. Có thể là như thế, nhưng mà cái không gian ở trên này thì anh cũng chỉ tính cho em một cái gian ở đầu bên này thôi, còn tất cả những cái chỗ này là để thông hết. Vâng. Để thông hết lên trên mái. Vâng. Để cho em một cái không gian ở bên này để chứa lương thực thôi. Vâng. Lương thực bản thân em Xá thì chắc cũng không có nhiều đâu. Mỗi góc bên này thì thoải mái rồi. Vâng. Thì sẽ là đặt lên cái rầm bê tông luôn. Vâng. Cần thiết thì mình vẫn để ô lỗ như thế này để cho các cái xà cũ này vẫn còn dùng được thì cái nào dùng được thì mình tận dụng để tạm vào đấy. Vâng. Đó, cái căn nhà của em dự kiến là sẽ sửa chữa như thế thì hy vọng là thời gian tới này sẽ có anh em bà con ở đây. Vâng. Đồng hành cùng anh em mình để giúp đỡ anh em mình trong cái khoản vận chuyển vật liệu vào đây. Vâng. Đó, em Thím có ý kiến gì không? Sửa nhà như thế có ý kiến gì không? Em chẳng có ý kiến gì đâu ạ. Thực ra thì
về vấn đề nhà cửa nó là việc lớn, cho nên là bản thân em chính là con gái thì em không biết cái gì mà. Không biết, nhưng mà tới nay mà em xá tiến hành sửa chữa thì hy vọng là em sẽ cùng đồng hành với anh để giúp đỡ cho em xá. Em biết đi xe máy mà nhỉ? Vâng, em biết ạ. Thì chắc có lẽ là sẽ nhờ em Tím để hỗ trợ cho em xá nhỉ? Vâng. Nhờ vì là tới nay còn nhiều việc lắm đấy. Vâng. Sửa đường rồi các kiểu. Trong thời gian tiến hành thì hy vọng là các bác, các cô, các chú xem được thước phim này của Tuyên sẽ đóng góp ý kiến để cho Tuyên cùng với em xá là tiến hành làm nhà một cách đẹp nhất. Tí nữa Tuyên sẽ ghi toàn quay toàn bộ cái ngôi nhà này cho các bác xem, để cho các bác góp ý những cái chỗ nào cần sửa chữa nhiều và những cái chỗ nào cần mở rộng thêm, hoặc là cửa sổ các thứ, chỗ nào cần đục thêm thì các bác góp ý cho hai anh em, để cho hai anh em tiến hành làm đẹp hơn. Vì cái này thì thực ra nó không giống các cái nhà khác của hai anh em bản thân Tuyên làm, tuy nhiên thì nhà này đã được xây dựng rồi và bây giờ chỉ sửa chữa thôi, còn những cái hạng mục như là tường này thì không di chuyển được rồi, các bác sẽ phải để nguyên như thế này, sau đó là chỉ làm thêm được cái cửa sổ thì làm thôi, còn ngoài ra thì không thay đổi được nhiều rồi. Phần mái thì anh em mình sẽ lập bằng tôn xốp nhé. Tôn xốp. Còn lại thì chát, và ở dưới nền thì anh em sẽ lát gạch. Lát gạch hoa để ở cho sạch sẽ và thoáng mát. Tuyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới cô Thông và các anh chị ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho em xá những khoản tiền, những khoản kinh phí để hỗ trợ làm nhà. Cảm ơn các bác, các cô, các chú rất là nhiều đã đồng hành cùng với Tuyên, luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ Tuyên, đặc biệt là anh chị Phú Bùi đã theo sát cái hành trình của anh em từ trước đến nay, từ lúc mà em xá mới bắt đầu ghi những tập phim đầu tiên, những cái góc màn hình ảnh nhỏ đưa đến cho các bác cũng như quý cô anh chị xem. Thì cảm ơn các anh chị rất nhiều, chúc các anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi con đường. Cảm ơn tất cả các cô, các chú rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.